Ok, xin chào anh em. Hôm nay thì mới có cơ hội để trải nghiệm đánh giá lái thử mẫu xe Toyota Corolla Cross phiên bản 1.8HV, tức là phiên bản sử dụng động cơ xăng lai điện. Ở trong phần 1, chúng ta đã cùng nhau đi tìm hiểu chi tiết về chiếc xe Toyota Corolla Cross này rồi. Và trong phần 2, chúng ta hãy cùng nhau đi trải nghiệm đánh giá lái thử để xem rằng là mẫu xe này nó thể hiện ra sao. Ok, nổ máy lên. Với một cái khối động cơ xăng lai điện thì chúng ta cứ nhấn vào nút khởi động thông thường thôi. Và các bạn sẽ thấy rằng là ở ngay những cái giải vận tốc ban đầu, các bạn sẽ thấy rằng là chúng ta gần như không nghe thấy tiếng động cơ, bởi bản chất là xe đang hoạt động ở cái chế độ motor điện. Đó, các bạn có thể thấy rằng là nó rất là êm. Tuy nhiên thì tôi muốn chia sẻ với các bạn rằng là nếu như chúng ta di chuyển đều chân ga như này thì gần như là chúng ta sẽ sử dụng bằng motor điện. Tuy nhiên nếu chúng ta đạp sâu chân ga để tăng tốc bất chợt như thế này này thì động cơ xăng nó sẽ bắt đầu can thiệp vào để nó hỗ trợ cho cái motor điện. Ok, ở ngay những cái tình huống mà nếu như các bạn ở vị trí đỗ, tức là chúng ta chuyển cần số VP đấy ạ, thì kể cả lúc mà các bạn đạp tốc chân ga, đạp sâu chân ga thì động cơ xăng nó cũng sẽ hoạt động ngay lập tức. Tuy nhiên nếu như các bạn không đạp sâu chân ga, tức là chúng ta di chuyển đều đặn, chúng ta nổ máy lên thông thường thì gần như là motor điện nó sẽ chỉ hoạt động mà thôi. Đây là một trong những cái nguyên lý mà để giúp cho những cái mẫu xe sử dụng động cơ hybrid nó sẽ tiết kiệm được nhiên liệu đến mức tối đa luôn. Với những cái mẫu xe mà sử dụng động cơ hybrid này thì ở trên thế giới, ở các thị trường Mỹ và thị trường châu Âu thì đã được áp dụng rất là lâu rồi. Tuy nhiên thì bây giờ thì mẫu xe này nó mới có mặt ở tại thị trường Việt Nam và được Toyota phân phối chính hãng. Trước đây thì chúng ta cũng có thể thấy là có một số các mẫu xe được nhập khẩu không chính hãng về Việt Nam, như là một số các dòng xe Camry nhập Mỹ, rồi Avalon, rồi RAV4 đúng không ạ? Tuy nhiên thì bây giờ chúng ta đã có mẫu xe Toyota Corolla Cross phiên bản 1.8HV được nhập chính hãng về Việt Nam. Và đây là một trong những cái mẫu xe mà Toyota họ tham vọng rằng là sẽ nắm những cái thị phần ở trong phân khúc SUV hiện nay. Mà trong cái phân khúc này chúng ta có thể thấy là Mazda CX-5 rồi Hyundai Tucson đang thống trị trong cái phân khúc này. Ok, như tôi đã chia sẻ như ban nãy thì nếu như chúng ta cứ di chuyển đều đặn đều chân ga thì các bạn sẽ thấy rằng là chúng ta sẽ chỉ sử dụng bằng motor điện thôi. Tuy nhiên nếu như chúng ta tăng tốc đột ngột thì chúng ta sẽ thấy rằng là động cơ xăng 1.8 lít nó sẽ can thiệp vào để hỗ trợ cái motor điện, để giúp cho chúng ta có những cái pha tăng tốc dứt khoát hơn, đồng thời là giúp cho chúng ta có được những cái sức kéo tốt hơn. Ở những cái tình huống nếu như các bạn đạp sâu chân ga ở ngay cái vị trí chúng ta ở vị trí đỗ thì các bạn sẽ thấy rằng là động cơ xăng nó sẽ hoạt động luôn, bởi vì nó thầm hiểu rằng là chúng ta đang cần một cái cú bứt tốc, đúng không ạ? Ok, với một cái motor điện như này, nếu như các bạn di chuyển ở những giải vận tốc đều chân ga khoảng 60 km/h một chút, hoặc là các bạn đang chạy ở những giải vận tốc cao, chúng ta bung chân ga, chúng ta đạp phanh như thế này, các bạn sẽ thấy rằng là chúng ta sẽ có một cái ký hiệu ở trên cái đầu mô táp lô. Đó là những cái nguồn năng lượng nó truyền về pin. Đây là một trong những cái trạng thái mà tôi đặt tên, đó là cái sự tái tạo năng lượng. Và ở những cái tình huống mà nếu như các bạn cứ đều chân ga như thế này, gần như chúng ta sẽ di chuyển bằng motor điện thôi. Tuy nhiên nếu đạp sâu chân ga để tăng tốc như thế này chẳng hạn thì động cơ xăng và motor điện nó sẽ hoạt động song song. Ok. Đó, những cái tình huống như này là cả động cơ xăng cả motor điện đều hoạt động này. Nhưng tuy nhiên thì đây là tình huống mà motor điện nó đang hoạt động này, pin năng lượng nó chuyển sang hai bánh này, đúng không ạ? Đấy, đây là những tình huống mà cả động cơ xăng cả motor điện đều hoạt động này. Đó, đây là tình huống mà động cơ xăng hoạt động này. Đây là những cái mà cái động cơ hybrid thì mình nói một cách đơn giản, nó là những cái sự đan xen giữa động cơ xăng và động cơ điện. Khi mà chúng ta chạy ở những giải vận tốc thấp ấy thì motor điện sẽ hoạt động. Tuy nhiên nếu như chúng ta chạy ở những giải vận tốc cao, chúng ta đều chân ga hay là chúng ta tăng tốc thì cả động cơ xăng, động cơ điện nó sẽ hoạt động song song để nó bổ trợ cho nhau. Đó. Và những cái hoạt động như này thì gần như là nó sẽ theo những cái gọi như là theo những cái giải vận tốc khác nhau và theo những cái trạng thái mà chúng ta di chuyển ở trên đường. Anh ơi, em chuẩn bị đến nơi rồi. Ok ok, chuẩn bị ra nhá. Ok, như vừa nãy thì tôi đã chia sẻ với các bạn rằng là cái mẫu xe Toyota Corolla Cross phiên bản 1.8HV này thì Auto Việt Nam đã có một cái video clip
chia sẻ rất sâu, rất chi tiết, rất cụ thể về những cái tính năng tiện ích công nghệ ở trên xe. Và hôm nay đó là cái buổi trải nghiệm lái thử. Và vừa rồi thì tôi đã chia sẻ cho các bạn về cái nguyên lý hoạt động của cái động cơ hybrid này. Và ngay bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau đến với gặp gỡ một cái khách mời sẽ đồng hành trong chương trình ngày hôm nay cùng với chúng ta. Ok, đây là khách mời của chúng ta đâu rồi ấy nhỉ? Cất cái túi này cái không có mất. Đấy, gần như là bây giờ chúng ta đang ở vị trí sử dụng motor điện. Ok. Ok, xin chào anh. Đấy, chào. Đây là khách mời của Auto Việt Nam ngày hôm nay, anh Tuấn Anh, đại diện của Toyota Long Biên. Xin chào Trần Lang 99 và khách các khán giả của Auto Việt Nam. Bây giờ anh em mình chạy loanh quanh đây tí nhở? Ok. Anh thắt dây an toàn vào cho nó đúng luật lệ an toàn giao thông. Đấy, không nhắc anh lại quên. Ok. Với cái mẫu xe Toyota Corolla Cross này thì từ nãy giờ em chạy cũng vài vòng rồi. Nói thật là chạy với một cái mẫu xe mà được sử dụng động cơ hybrid thì cái ưu tiên của nhà sản xuất Toyota ấy, thì với cái mẫu xe này thì nó đem lại cho chúng ta đó là một cái khả năng êm ái và tiết kiệm nhiên liệu. Phải nói là êm đấy, động cơ rất là êm. Động cơ hybrid này thì nó là nổi tiếng ở trên thế giới rồi. Chí chạy chạy điện quãng đường có xa không? Em chạy cũng quanh quanh đấy thôi, quanh cái khu đô thị Việt Hưng này với cả khu Riverside đây. Khả năng tăng tốc như thế nào? Con này thì nếu mà cả tăng tốc thì em đánh giá là rất là êm, bởi vì nó cũng được sử dụng cái cụm hộp số vô cấp nữa. Máy thì cũng rất là tròn. Và cái điểm mà em thích nhất đó là cái khả năng mà nó vận hành nó êm ái, nó đem lại cho những người mà sử dụng, đặc biệt là nếu như mà với cái mẫu xe này mà chẳng hạn như là chúng ta thường xuyên sử dụng đi lại trong đô thị này, hoặc là những gia đình mà có con nhỏ, hoặc là đấy thường xuyên đi trong phố, nó phù hợp. Xuyên đi trong phố phù hợp. Cái không gian ngồi thì cũng rộng rãi đúng không chị? Nói chung là Toyota thì em luôn luôn đánh giá cao. Những mẫu xe đến từ Nhật thì phải nói rằng là họ luôn luôn đem lại cho chúng ta những không gian ngồi bên trong rất là thanh thang, thoáng. Em thích nhất là cái này nhá, Cochia này. Cochia. Nó làm vừa phải, nó lại có cả những cái ô nhỏ đây, mình ô nhìn đây quan mình sát được phía tay xe. Dễ. Nó không bị kiểu dạng là nó khuất tầm nhìn. Khuất tầm nhìn như một số các dòng xe của châu Âu, của Mỹ. Hybrid này nó tiết kiệm lắm. Thông số của nhà sản xuất đưa ra thì nó rơi vào tầm 3,7 lít 100 cây đấy. 3,7 lít 100 cây tiết kiệm nhỉ? Tiết kiệm. Với cái thời buổi, nghĩa là xăng nó tăng giảm tùy thời điểm thế này thì nghĩ thời điểm này đang rẻ thì nhiều người ta lựa chọn cái bản thấp hơn bản xăng. Nhưng mà tính về lâu dài thì hybrid nó cũng là một sự lựa chọn nó không tệ. Nói chung là em nói thật là một cái mẫu xe mà hybrid ấy, thông thường ngày trước đây ấy, thì gần như là các ông ấy chỉ nhập ngoài thôi. Nhưng mà bây giờ thì Toyota cũng nhập chính hãng về những cái mẫu xe này là mình quá là ok rồi nhỉ. Ngày xưa em nhớ cái dòng như chẳng hạn như Avalon này, Camry nhập Mỹ này toàn là hybrid. Chạy toàn là thời điểm đấy nhập về là cũng đôi tỷ đấy nhỉ. Thì anh nghĩ thì trong tương lai thì cái xe điện ấy thân thiện với môi trường thì anh nghĩ là nó là xu hướng của tương lai. Xu hướng của tương lai thì tại cái thời điểm này thì cái Toyota đưa về cái xe Cross này thì định hướng của tương lai. Về nhiều khách hàng lo về cái pin của xe hybrid này, nhưng mà Toyota thì họ cũng cam kết là cái pin nó ở mức giá vừa phải. Theo anh được biết thì nó rơi vào tầm khoảng 100 triệu thì. Nhưng mà thông thường là chạy được khoảng tầm bao lâu thì phải thay nhỉ? 100 triệu thì nếu mà cái thời hạn tối thiểu thì nó phải rơi vào 5 năm. Nếu mà mình bảo trì bảo dưỡng đúng cách, hoặc là mình bảo dưỡng mà xe nó tốt thì nó rơi vào tầm có thể lâu hơn cái khoảng thời gian đấy, từ 7 đến 8 năm. Toyota thì trước đây thì cũng có cái dòng Prius ấy. Nó cũng từ năm 2010 cơ. Và đến bây giờ những cái xe đấy nó vẫn vận hành rất là tốt, động cơ hybrid. Cái mẫu xe Toyota Corolla Cross này thì em cũng đã trải nghiệm một vài vòng rồi đấy thôi, thì chạy cảm giác êm, động cơ phải nói rất là êm nhá. Đấy, trong những tình huống mình đạp sâu chân ga tăng tốc này thì cả động cơ xăng với cả motor điện nó hoạt động song song để hỗ trợ nhau anh nhỉ.
treo này thì em đánh giá là nó thiên về những cái góc độ, tức là nó giúp cho chúng ta có thể là trải nghiệm với những cái trạng thái khoảng tầm 2 đến 3 người lớn ở trên xe như anh em mình đang di chuyển như này, thì nó đem lại cho mình những cái trải nghiệm tương đối là nó vững chắc. Đấy. Và em nghĩ rằng với cái mẫu xe này chạy ngoài đường trường thì ok đấy. Khả năng xử lý cân bằng tốt. Đúng rồi, em chỉ thử vào cua xem. Anh đi xe này anh vào cua cảm giác nó khá là ôm, khá là chắc xe. Ôm. Ok, đây này, đang thử. Được cái là những cái động cơ của Toyota với hộp số nhả êm. Đấy là cái trải nghiệm của nó đem lại cho mình cảm giác dễ chịu. Toyota Corolla Cross này có 3 phiên bản anh nhỉ? Thì bây giờ thì mức giá bán của nó là lần lượt là như nào và chính sách cụ thể hiện tại với đại từng đại lý thì nó như nào anh? Cái mà Corolla Cross này ấy, thì Toyota Việt Nam phân phối tại thị trường Việt Nam với 3 phiên bản. Thứ nhất là bản 1.8 tiêu chuẩn, gọi là 1.8G. Thứ hai là bản 1.8 sang cao cấp, 1.8 sang cao cấp 1.8V. Và bản 1.8 sang điện gọi là 1.8HV. Đúng rồi. Bản hybrid. Đấy. Thì với bản 1.8G thì là nó là 720 triệu. Tuy nhiên thì cái màu trắng của cái Corolla Cross này nó sẽ đắt hơn 8 triệu. Với tất cả các phiên bản. Lý do nào mà nó lại đắt hơn anh? Màu trắng của Toyota nó là mạ trắng ngọc trai. Trắng ngọc trai thì công nghệ sơn của nó ổn, còn của nó tốt hơn một chút, cho nên là nó sẽ đắt hơn, nó sẽ đắt hơn đúng không? Đắt hơn, cái tiền chi phí sơn nó đắt hơn thì sẽ đắt hơn 8 triệu. Đối với bản xăng cao cấp 1.8V thì với mức giá bán là 820 triệu. Còn bản 1.8 hybrid xăng điện thì nó là 910 triệu. Về cái chương trình khuyến mại thì đối với dòng xe này thì hiện tại thì Toyota Long Biên như là tất cả các đại lý khác đang ký với cái mức bán là nguyên giá xe. Tức là theo giá niêm yết của Toyota Việt Nam đúng không? Toyota Việt Nam và ký chờ. Ký chờ. Đặt theo lốt điện. Tức là bây giờ là phải đặt xe phải có xe đúng không? Xe. Chứ còn nếu mà sẵn xe là không có ngay. Với cả nó thứ nhất cái Corolla Cross này nó cũng nhiều màu chị ạ. Nó có tận 7 màu cơ. 7 màu nhá. 7 màu mà cái lại nó có cả 2 màu nội thất. Cho nên là nhiều khách hàng có rất là nhiều sự lựa chọn. Đối với thứ nhất là màu ngoại thất và thứ hai là màu nội thất. Mà tất cả các đơn đặt hàng của Toyota Việt của các đại lý Toyota thì đã đặt hàng cách đây khoảng 2-3 tháng rồi. Kinh nhà chính tỏ hot nhỉ. Đúng rồi, nghĩa là những cái màu các thứ ấy thì đã fix sẵn rồi, cho nên là bây giờ những khách hàng nào mà yêu cầu cái màu đấy thì nó phải đợi cái lịch xe về. Thì mình ký đặt chờ thôi. Có một số cái màu thì nó có sẵn. Thì các đại lý nếu mà khách hàng nào yêu cầu có nhu cầu lấy những cái màu đấy rồi là nội thất đấy thì có xe giao ngay thì mình sẽ giao ngay cho khách hàng thôi. Em thấy là những cái dòng xe của Toyota bây giờ thì nó cũng được trang bị nhiều cái công nghệ tính năng an toàn nhỉ. Trên chiếc xe Toyota Corolla Cross này nó được sở hữu cái gói an toàn Toyota Safety Sense, rất nhiều những cái công nghệ tính năng an toàn để đảm bảo cho việc là chúng ta di chuyển an toàn. Từ những cái gọi là gì nhỉ, nó gọi là tiền va chạm rồi cảnh báo tiền va chạm rồi cảnh báo cắt ngang, hỗ trợ duy trì làn đường, nói chung là đầy đủ hết, không thiếu một cái gì luôn, mà vừa an toàn lại đem lại cho mình trải nghiệm là nó tiết kiệm nhiên liệu, rồi không gian rộng rãi như thế là cũng là thứ nhất là nó sẽ phù hợp với cái việc là sử dụng trong gia đình, sử dụng trong cái sinh hoạt di chuyển đi lại hàng ngày. Về cái gói tính năng an toàn Toyota Safety Sense thì nó chỉ mang mục đích là hỗ trợ khách hàng trong những cái tình huống khẩn cấp, chứ nó không phải là nó thay thế đúng cái rồi, mục tất đích cả, lái xe của khách hàng. Tất cả những cái công nghệ nó chỉ là hỗ trợ mình thôi, chứ không phải là nó sẽ quyết định tất cả mọi thứ cho mình, đúng không? Cho nên là cái kỹ năng lái xe thì nó vẫn là một thứ rất là quan trọng. Toyota Corolla Cross này thì em đánh giá là cái
cái hệ thống khung vỏ của nó đấy, nó chắc chắn đấy. Đúng rồi, khách hàng nhiều, khung vỏ chắc chắn đấy. Nhiều khách hàng đến xem cái xe Corolla Cross này khi mà đóng cửa thì họ rất là cảm thấy rất là chắc chắn, đánh giá rất là cao cái độ chắc chắn của xe Cross này. Chắc chắn đấy. Mà cái nền tảng khung gầm của nó là TNGA-C, là một trong những cái nền tảng khung gầm mà được sử dụng trên những cái mẫu xe Toyota toàn cầu, đúng không anh? Từ Corolla rồi CHR này cho đến RAV4 nhỉ, cũng được sử dụng cái nền tảng khung gầm TNGA-C này. Ở Việt Nam thì có cái trang bị khung gầm TNGA thì nó còn dòng Camry nữa. Camry có nữa, đúng không anh? Camry có mới. Hai mẫu xe mới trang bị khung gầm TNGA. Điều hòa Toyota thì khỏi nói rồi, mát mát sâu, mát cực kỳ sâu nhá. Điều hòa xe này trang bị điều hòa hai vùng độc lập, ngay những lúc mà mình sử dụng motor điện ấy thì cái hệ thống điều hòa nó vẫn hoạt động. Chính xác. Đấy. Khi mà mình khi lúc đầu mình khởi động xe là mình sử dụng motor điện mà điều hòa nó vẫn mát thôi. Ok, mấy anh em chúng tôi đang chạy ở trên cái cung đường là quốc lộ 5 mà lên cầu Nhật Tân. Cung đường này thì nói chung là bây giờ thì cũng hơi đông xe đấy nhỉ, mấy giờ rồi? Gần 4 giờ rồi. Đấy, chạy thử cái mẫu xe Toyota Corolla Cross này phiên bản 1.8 HP thì các bạn nhớ để xem rằng là nó chạy như thế nào, nó thể hiện ra sao ở những cung đường cao tốc như này. Mình đi ra làn giữa đi cho nó dễ, hiểu không? Set ga tốc độ thì đến giai đoạn kia set ga tốc độ phát. Chạy căng căng một tí nhá. Chạy đôi lít vào. Đôi lít mất mất bằng đấy. Quá. Đấy, vượt thì đảo. Đường này chạy sáu kim được. Sáu kim luôn đi. Chạy thẳng phát lên Nội Bài xong rồi vòng về. Thì đi cầu Nhật Tân. Đây đây đây. Đi cầu Nhật Tân bao giờ thằng đến đây. Đi cầu Nhật Tân bao giờ về đây đến Tân Ta Long Biên. Tí mất tiếng như bao nhiêu đây, đang set ga tốc độ nhá. Set ga lên khoảng tầm 85 cây. Nên đang xem nào, mày set về 70 xem nó có tự tăng lên 70 không nào. Tí. Chưa. Vì cái xe đằng trước nó đang chạy tầm khoảng năm mấy cây thôi. Đúng rồi. Xe đằng trước chạy năm mấy cây nhá, nó cũng bám theo nhá. Ừ, đấy. 50 thành 10 đấy. Thả tay ra được mà. Đấy. Nó có đây là cái hành trình anh. Xe khác xe hành trước nó chỉ chạy 4 mấy cây thôi. Em đang có đang xe chân không? Không hề tí nào luôn. Đấy. Đấy, y anh nhá, y để là nó tự tăng. Đấy tự tăng. Đấy quay chưa? Hay phết. Mình đang xét 70 cơ mà, mình đang xét 70 cơ mà. Xét 70 nhưng bám theo con kia nhá. Con kia đang chạy 54, con này chạy 54 đúng không? Đúng rồi. Đấy, nó tự con kia giảm, con này tự giảm. Anh đang làm cho nó cái khoảng cách nó xa này, đây là khoảng cách nó xa này. Nhìn thấy cái vạch chưa? Đúng đây. Rồi, chính xác. Này. Đây, anh ở đấy nó đi gần lại một tí này. Gần lại một tí này. Con kia đang đi 49 cây, mình cũng đang ấy đây, đang đi tầm đấy. Xa. Hay phết nhờ, có cái này tiện nhờ. Tiện. Có tiện, đi cao tốc nó đảm bảo an toàn. Mình chỉ đi đúng tốc độ thôi, đằng trước đi nào mình đi thế nhờ. Ông nào đâm một ít mình thì phải chịu thôi, nhưng mà mình không đâm được, mình thả được. Mình không đâm đít người ta là được rồi. Đấy, kia cái con Forte kia trước mình đi như nào mình đi như thế. Đấy, đang sử dụng cả công nghệ cảnh báo lệch làn đường luôn. Đấy, hơi lệch phát là đánh vô lăng lại ngay. Hơi lệch vô lăng phát đánh lại ngay. Hai phết. Nó bảo mình là phải kiểm soát vô lăng đi, đừng có bỏ tay ra. Bỏ tay ra là chết đấy. Đấy, lại đánh lại một tí nhá, hay phết. Gần như không sử dụng tí nào ga luôn anh ạ. Không sử dụng tí nào luôn, kệ luôn. Bây giờ mà xi nhan phát là bám theo con đằng trước luôn, là con Morning này chạy là mình cũng chạy theo nhá. Đúng rồi, chạy theo đấy. Đây em xi nhan phát nhá. Đấy, không ga tí nào luôn nhá. Đấy, không ga tí nào luôn. Bám theo con Innova đằng trước luôn. Đấy, hay phết. Bám theo con Innova đằng trước luôn. Động cơ xăng đang hoạt động. Đấy. Đấy, con xe tải anh trước.
cách xa con xe tải đằng trước này, chuẩn bị nó rẽ rẽ vào làn, chạy nhanh một chút, chạy cái con Innova này. Đấy. Chạy con Innova này. Đấy. Đây mình đang bám theo nó cách cự ly. Đấy, đấy bám gần tí set cự ly được đấy, set cự ly này. Hay phết. Đấy, giảm luôn, tự động giảm luôn. Hay phết. Không phanh luôn. Tự động phanh luôn, không giảm phanh như nào luôn, em để chân ra nhá. Đấy, chính tỏ là cái radar của nó nhạy đấy nhở. Nhạy. Nhờ radar của nó quá nhạy luôn. Chạy lên trên chút kia xong mình quay lại nhá anh nhá. Không phanh thì nào luôn, không sử dụng phanh, không sử dụng ga thì nào. Cứ để đi thôi, chỉ cần đánh vô lăng thôi. Quá nhàn nhỉ. Quá nhàn. Bám cho con Innova này. Đấy, nói thế thôi nhưng mà cũng không nên lạm dụng quá anh hiểu không? Lạm dụng quá nhiều khi vậy vẫn giờ vẫn phải ra chân phanh, chính xác. vẫn phải để ở phanh nhưng mà mình cũng không nên lạm dụng quá. Lạm dụng quá là nhiều khi nhỡ may cái radar nó có bị làm sao cái bắn viên đá cái hỏng cái nhá thì lại chết giờ. Radar này nó khi mà có một số trường hợp mà nó vẫn không nhận biết được cái mà nói chung là nó nhiều khi nó là những cái yếu tố khách quan. Trời nắng quá mà chói thẳng vào radar hoặc là camera thì nó không nhận biết được. Nó vẫn có độ sai lệch nhất định. Đây bây giờ hiện tại đang chạy như này là bám theo con Innova đằng trước này. Chạy khoảng 70 cây. Đấy, giữ khoảng cách luôn. Đó, khoảng cách như nào con kia như nào đảm bảo cái cự ly là nó sẽ tự động phanh. Hiện tại đang chạy bằng motor điện này. Đấy, bắt đầu đang tái tạo năng lượng này. Đấy, đang chạy motor điện để tái tạo năng lượng. Quay đoạn này luôn nhá. Đấy. Với cái chiếc xe Toyota Corolla Cross phiên bản 1.8HV, tức là phiên bản sử dụng động cơ xăng lai điện, thì chiếc xe này nó đang có một cái trạng thái vận hành như tôi đã chia sẻ với các bạn ở trong đô thị rồi. Đây là một trong những cái trạng thái nó rất là êm, và phải nói rằng là kết hợp với một cái cụm hộp số vô cấp thì nó luôn luôn đem lại cho chúng ta những cái trải nghiệm rất là mềm mại và mượt mà. Ở những cái trạng thái mà các bạn di chuyển khoảng tầm 70 km/h như tôi đang di chuyển, thì các bạn sẽ thấy rằng là động cơ xăng nó sẽ thường xuyên hoạt động hơn so với cái lúc mà chúng ta sử dụng ở trong đô thị thường xuyên sử dụng motor điện. Và những cái tình huống mà các bạn buông chân ga như này hoặc là chúng ta ra phanh một chút thì những cái nguồn năng lượng nó sẽ tái tạo, nó sẽ nạp lại pin để giúp cho chúng ta có được những cái tình huống sử dụng tiếp theo. Và nếu như các bạn đạp lên trên chân ga một chút này, tăng tốc một chút, nhích một chút thôi. Đó, thì cả động cơ xăng, động cơ điện nó sẽ hoạt động song song để nó tạo ra những cái moment xoắn hỗ trợ nhau, tương tác nhau, giúp cho chúng ta có những cái cú vượt xe dứt khoát hơn. Đấy, những cái tình huống như này. Vừa nãy thì tôi cũng đã chia sẻ cho các bạn về những cái tiện ích, những tính năng công nghệ trên cái mẫu xe Toyota Corolla Cross này, đặc biệt trong cái gói an toàn Toyota Safety Sense, thì phải nói rằng là cái công nghệ đó sử dụng bằng radar thì phải nói là nó thể hiện rất là tốt, và nó giúp cho chúng ta có được những sự nhạy bén và di chuyển ở những cung đường như này cảm giác rất là nhàn nhã, đúng không ạ? Tôi cũng không muốn nói quá sâu về cái khối động cơ và hộp số của chiếc xe Toyota Corolla Cross này, bởi vì về bản chất thì những hãng xe đi từ Nhật, đặc biệt là Toyota, luôn luôn đem lại cho chúng ta những cái trải nghiệm nó rất là êm ái và mượt mà, bởi vì nó thiên hướng là về góc độ thực dụng mà, về gia đình mà. Đấy, ngoài những không gian ngồi rộng rãi, cột chữ A vừa phải nhỏ, có cả những ô cực kính nhỏ để giúp cho chúng ta quan sát hai bên tay xe. Bên cạnh đó thì nó còn đem lại cho chúng ta những cái trải nghiệm êm ái và mượt mà, nó dễ chịu. Thế thôi, một cái mẫu xe thiết kế để dành riêng cho đô thị và phục vụ cho gia đình thì cần như vậy thôi là đủ rồi. Còn nói về cái phần vô lăng xe thì ở trong đô thị như tôi đã chia sẻ các bạn, đây là một trong những mẫu vô lăng thì nó thể hiện là nó rất là nó vừa phải, tôi xin lỗi là nó vừa phải, nó không nhẹ quá, nó không nặng quá. Cái phản hồi mặt đường thì nó cũng tương đối rõ ràng để giúp cho chúng ta có thể cảm nhận được toàn bộ cái phần thân xe, và lái nó cảm giác nó thật hơn so với một cái mẫu xe mà nó nhẹ quá. Cá nhân tôi thì tôi cho rằng với một cái mẫu xe như Toyota Corolla Cross được thiết kế để di chuyển ở trong nội đô, và với một cái mẫu vô lăng như này thì tôi cho rằng nó cũng không hề nặng quá mà nó không hề nhẹ quá, nó vừa phải để nó phục vụ cho không chỉ những cánh mày râu mà nó còn phục vụ cho những các chị em phụ nữ hay thậm chí những cái bạn lái mới.
Nếu như một cái mẫu xe mà thiết kế ở trong đô thị, chúng ta thường xuyên phải luồn lách đi qua những cung đường chật hẹp hay những cái cung đường nội đô ấy, thường xuyên xảy ra những cái tình trạng ùn tắc, ùn nứ. Vô lăng mà nó nặng quá thì phần lái nó sẽ mệt mỏi. Trong khi đó chúng ta phải quan sát ở trên trên đường đó. Còn nếu như vô lăng nhẹ quá thì nó lại chẳng đem lại cho chúng ta cái cảm xúc tốt, đặc biệt là khi mà chạy ở những cái cung đường cao tốc như này đó. Với một cái phần vô lăng vừa phải, các bạn sẽ dám chạy những cái pha chuyển làn đột ngột như này đó. Thậm chí là chạy thanh niên một chút vẫn được. Còn nói hay quá hay là như nào quá thì nó cũng các bạn phải lựa chọn những mẫu xe vài tỷ đổ lên, ít nhất là những cái dòng xe Mac BM gọi là đem lại cho bạn những cảm giác thực sự là hay. Ok, còn nói về cái phần hệ thống treo của chiếc xe Toyota Corolla Cross, như tôi đã chia sẻ ở cái video lần trước thì đây là một trong những cái mẫu xe được sử dụng một cái nền tảng hệ thống treo phía đằng trước theo kiểu dạng MacPherson, phía đằng sau được sử dụng thanh cân bằng. Tuy nhiên thì tôi đánh giá cái phần hệ thống treo nó tương đối là nó mềm. Và với những cái trạng thái ba người lớn hiện tại chúng tôi đang di chuyển ở trên cái cung đường quốc lộ 5 này, thì tôi thấy rằng là cái phần hệ thống treo này nó đang giúp cho chúng tôi có cái cảm giác nó tương đối là êm và nó mềm đó. Và chạy ở những giải vận tốc cao thì tôi cho rằng với phần hệ thống treo này nó cũng sẽ đem lại chúng ta những cái trải nghiệm tương đối là cứng chắc và vững chãi, đặc biệt là ở những cái trạng thái đi khoảng tầm 2 đến 3 người ở trên xe. Còn nói về khả năng cách âm chống ồn của mẫu xe Toyota Corolla Cross thì thực tế thì chúng tôi cần phải đo bằng máy thì mới có thể là chia sẻ với các bạn một cách là chân thật nhất. Tuy nhiên thì ngày hôm nay thì cũng thời lượng video nó cũng không cho phép, bởi lẽ vậy nên chúng tôi sẽ không thể thử được. Hẹn gặp lại các bạn ở những cái video tiếp theo, chúng tôi sẽ đo sâu hơn và làm kỹ hơn cái mẫu xe này, và sẽ có những cái trải nghiệm thực tế về những cái cung đường xa hơn. Còn bây giờ thì xin cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại ở những video clip tiếp theo.